Rồi, ok, ngồi đấy, sát vào. Rồi, một đứa, còn hai đứa kia đâu? Con Pila với con Messi đâu? Siro đứa kia ngồi. Rồi, ngồi đấy, Messi lên. Có chỗ cho Messi rồi đấy. Ngồi xuống. Pila, Pila, vòng lên, vòng ra đằng sau. Ok, Pila lên. Pila, đừng để mất thời gian của hai bên. Lên. Đúng rồi. Ok, ngồi đấy. Rồi, xong. Mất thời gian quá, sắp xếp mãi mới xong. Yên đấy. Chờ. Đồ ăn thì rất là nhiều. Đây nhá. Hôm nay chúng ta sẽ có mấy thứ này. Nào. Không. Không ngồi yên đấy, Messi có ăn không? Messi ăn lên trên ngồi. Messi lên đi. Đang ổn định chỗ ngồi. Thế là Messi muốn nhịn đúng không? Messi không muốn ăn đâu. Nếu Messi muốn ăn thì Messi lên trên ngồi với này. Lên trên ngồi với này Siro với Pila đi. Lên ngồi cùng đi. Nào khẩn trương. Đây này, nó đang ngồi chờ này. Lên đi, ngồi vào giữa đi, lên hẳn lên bên trên ghế. Không, Siro. Siro. Messi lên. Si. Rồi, ngồi đấy. Được rồi. Nào, chờ một tí nào. Ok. Pila trước. Siro. Messi. Yumi. Đó. Xem tình hình thế nào. Rồi, lượt thứ hai. Pila. Messi. Siro. Mì hư nhá, mì nhị. Mì nhị lần này. Lượt thứ ba. Pila. Messi. Siro. Lần này mì đã biết mì sẽ được ăn. Yubi. Đứa nào ăn phần của đứa đấy thôi. Bất kỳ đứa nào mà tranh cướp phần thì đứa đấy sẽ bị mất phần, mất lượt ngay. Thế không thể có chuyện gọi là ăn uống muốn ăn gì thì ăn được đâu. Tiếp theo. Lượt này bị thiếu rồi. Pila. Yumi. Siro bé nhất được ăn miếng to. Siro. Tốt. Rồi, con Mi ngồi xuống. Ok. Tiếp theo nhá, xem là cái rau này có đứa nào thích ăn không. Pila. Cũng ăn à? Messi. Siro. Cái rau đây tưởng là sẽ phải có đứa không thích chứ. Bởi vì cái này nó là rau gì mọi người cứ biết là nhìn theo. Rau này nó là rau cải. Pila này. Anh cứ tưởng là cái rau này không có đứa nào ăn cơ. Đây của con Mi đây. Con Siro nó bắt đầu nó chê rồi đó. Nào. Chén. Chén. Pila. Đây là mấy cái món ăn mà ngày hôm nay ăn dư. Nên là cho nó ăn. Đó. Hừ
siro xuống đây ăn thì siro mất lượt, siro xuống đây ăn thì nó lâu lắm mất lượt. Siro ạ, siro quan nữa không, quan nữa thì lên đây nhanh, không là hết lượt này. Siro ơi, siro vớ được cái cục là siro lên xuống siro nhai. Siro ngồi vào chỗ của siro đi. Ok, ở chỗ của siro thì siro được ăn tiếp. Merci. Ai ăn nuốt chửng vậy nào? Merci ăn uống kiểu đấy hả? Hả? Thế thì merci nhịn, nhịn mấy lượt tiếp theo bởi vì dám ăn vụng nha. Đã ăn rồi thì phải nhịn mấy lượt chứ không thể nào có chuyện mà ăn giống nhau được. Đứa ngoan với đứa hư làm sao ăn giống nhau được, chứ đứa nào ngoan nó phải được ăn nhiều hơn. Đây pila đây, siro đây, yumi đây, pila đây, siro đây. Mẹ xin nhớ nha, lần sau ăn uống phải chờ nhá, chứ không phải là cứ thích là nhau vào mà ăn đâu. Thích vào nhau vào ăn là đến lúc mà ăn ở lượt tiếp theo là sẽ bị mất lượt ngay, chứ không thể có chuyện mà đứa ngoan với đứa hư mà ăn như nhau được. Đứa nào hư là sẽ bị mất phần ngay, chứ không thể có cái chuyện là giống nhau được. Pila, merci, siro, yumi, chứ không thể nào mà giống nhau được đâu. Cái khoai lang này thì nó rất là tốt cho cái tiêu hóa nhưng mà cũng không ăn nhiều được. Nó cũng có tác dụng nhuận tràng như là ở người ấy, nhưng mà nó không phải là thứ ăn nhiều. Đây. Ăn ít thế thì ok, ăn nhiều thì không. Chiều mì còn đúng 3 miếng luôn. Pila này, rồi nasi này, rồi siro này. Cục này cho pila chén nốt. Quan không ăn nhá ra miếng dưa lúc đầu cho nó ăn rất là ngon, nhưng bây giờ thì cho nó chê bởi vì thực ra cái dưa đấy nó hơi hăng hăng, nó không ngon. Này mi này, đây mọi người nhìn thấy nó là cái gì không, nhìn thấy là gì không? Đây là dưa lê. Dưa lê thì chúng nó thích ăn lắm bởi vì dưa lê nó thơm, dưa lê thích ăn lắm 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 lắm. Dưa lê người thích ăn, chủ thích ăn, chó cũng thích ăn. Vẹt. Giờ được xếp vẹt. Đấy, nếm vẹt đi. Vẹt đi, còn tí nào vẹt nốt đi. Hết rồi đấy. Bữa ăn của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Hả? Vét đi. Liếm sạch sẽ đi. Đây này. Liếm cho sạch đĩa, đừng để rơi đĩa.
Ok rồi đấy, ăn thế thôi. À, thôi giải tán nha.